Xin kính chào quý bà con, anh em và các bạn, đồng nghiệp nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 9 2023 dương lịch. Đấy, rất vui là trở lại với kênh YouTube của kỹ thuật nuôi ong Ninh Phương. Hôm nay với cái chủ đề là chưa cần vội vã xây cầu. Thế thì tại sao chưa cần vội vã xây cầu? Thì hôm nay chúng ta cùng xem xét nhé. Vâng, hiện tại tôi giờ là đang ngồi ở cái trại ong số 2 mà giáp vào cái chân núi đây. Và đằng sau tôi đây là những ruộng ngô đang phơi màu rất là đẹp. Mà bây giờ là 8 giờ 30. Thời tiết thì rất là mát mẻ, sang thu rồi. Bắt đầu sang thu rồi, thời tiết rất là mát mẻ. Nguồn bên ngoài nhiều, thời tiết mát mẻ. Mà những đàn ong vẫn cứ như là nghỉ ngơi, vẫn thờ ơ, không đi lấy phấn mấy. Mà cũng thật là đáng buồn, vì sao? Thì đàn ong vẫn làm thư thớt. Đáng lẽ lúc này ong nó phải đi làm dồn dập, phấn nhiều, nó phải lấy làm dồn dập. Như cái vụ tháng 5, nó lấy dồn dập và chiếu hết cả những cành ngô, chiếu hết cả những ngọn ngô đang phơi màu. Thì lúc đó nó lấy quá nhiều mà đến mức mà phấn ở trong bánh tổ còn phải khê phấn. Đấy, còn phải đổi cầu nhé. Thế mà bây giờ mà đàn ong vẫn đi làm thư thớt, mà trong những đàn ong cũng rất đông quân, thì mời bà con chúng ta cũng xem cánh đồng ngô tôi đang phơi màu. Và xem những cái đàn ong nó đi làm như thế nào, mà tôi cho là nó làm không tích cực trong cái thời điểm này, để chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm để điều chỉnh cái việc xây cầu nhé. Bây giờ quý bà con chúng ta cùng xem cái cánh đồng ngô đang phơi màu và những đàn ong không đi làm tích cực giai đoạn này, xem nó thế nào nhé. Vâng, đây bà con tham quan nhé. Cái cánh đồng ngô của tôi từ trên kia xuống đây là gần mặt HA ngô đang phơi màu như thế này. Đang phơi màu đẹp như thế này, thời tiết đẹp thế này và đúng thời điểm cao điểm ong đi lấy phấn ngô. Thế nhưng mà nó đi lấy rất thưa thớt. Nó đi lấy không nhiều. Đấy. Nó lấy không nhiều, những cái hôm đầu mà cách đây 4 ngày thì ngô mới nở, nó lấy dồn dập. Nhưng đến thời điểm này, cánh đồng ngô nở đẹp như thế này, đang phơi màu đến phấn đẹp thế này, mà những con ong chỉ làm việc như thế kia, nó không đi làm mạnh. Đấy. Đấy. Nó không đi làm mạnh. Thế ta quay trở lại ta xem, đây là những cánh đồng ngô mà bên này là trại ong. Bên này là trại ong của tôi, hơn 100 đàn. Nhưng mà cái mức độ ong làm việc không mạnh thì quý bà con xem nhé. Đấy. Đây, những đàn ong rất đông, đàn nào cũng đông ba cầu, đông đặc. Thế nhưng sức làm ong, sức làm việc của cái đại đàn ong mình không thấy thỏa mãn. Đấy. Cho xem này. Đấy, thế bây giờ ta mới xem một đàn ong nhé. Ta sẽ xem một đàn ong. Ta sẽ xem thí điểm ở đàn ong, tại sao mà ong lại đi làm không dồn dập, không mạnh. Đàn ong vẫn trào quân và đẹp đây. Đấy. Ta nâng lên một cầu thử nhé. Ta xem một đàn là tất cả đàn nào cũng thế hết. Đây, mật nhộng thì vẫn đầy đủ và vẫn đẻ như thế này. Vẫn đẻ đều như thế này. Cầu trong vẫn đẻ đều. Ba cầu đều thế này nhé. Ba cầu đều để phấn mật như thế này. Ta xem một đàn thôi. Trại ong của tôi thì điều chỉnh đều rồi. Đàn nào cũng thế hết. Đây, thỉnh thoảng có một con mang phấn ngô về đây, chứ nó không về dồn dập nhé. Đấy. Không về dồn dập. Nó sẽ không lấy phấn ngô dồn dập lúc này. Vâng, ta sẽ về nhà để rút yêu khuyết điểm, chứ ngồi đây nhiều muỗi quá. Ta đã xem ong lấy phấn ngô này, thời tiết đẹp này.
xem cảm trại ong và cái cách làm việc thế nào, và xem ở trong đàn như thế nào rồi, thì chúng ta về sẽ ngồi lại với nhau để rút ưu khuyết điểm để kết luận cho như thế nào nhé. Vâng, chúng ta sẽ về nhà, không có đây nhiều muỗi lắm. Vâng, trước khi chúng ta về nhà để có cái bài rút ra kinh nghiệm, thì đây là hình ảnh của anh Đoan nhé. Anh Bùi Minh Đoan ở thị trấn Chi Nê. Anh đi bộ đội đồng ngũ với tôi, và anh cũng là một cán bộ cũng đã nghỉ hưu rồi, và cũng say mê con ong từ ngày nghỉ hưu là 15 năm rồi. Anh nuôi 200 là năm, hiện nay là bên Hương Thi, huyện Lạc Thủy, xã Hương Thi, huyện Lạc Thủy. Anh đang cho xây tầng, xây tầng Trung Quốc, đây là chân tầng Trung Quốc. Xây tầng Trung Quốc cũng rất nhanh, anh đang cho xây thử nhé. Anh đang cho thử, và sáng nay thì tôi và anh Đoan cũng nói chuyện với nhau, tâm sự. Anh cho xây cái đợt này xem thế nào. Anh vừa cho xây mà anh lại phải bổ sung phấn thế kia, phấn loãng thế kia để cho anh để kích cho xây. Thì cái nhu cầu của anh là anh nuôi 200 đàn, nó rất nhiều người nuôi giống ong, cho nên là anh phải làm sớm. Thế nhưng mà kết luận của cái làm sớm thì nó chưa đạt được hiệu quả cao. Đấy. Chúng ta sẽ xem anh cho xây này. Anh Đoan thì anh năm nay cũng gần 70 rồi. Cùng đi bộ đội với tôi mà cũng đã nghỉ hưu, tiền thì không thiếu. Thế nhưng mà vẫn say mê với con ong và rất nghiên cứu mày bò con ong. Đấy, bây giờ hiện giờ này anh có 200 đàn đấy. Bây giờ anh cho xây, anh sẽ ra vườn cho xây này. Đây là cái video của anh Tiến TV. Anh Tiến TV là anh làm video. Thì cái hình ảnh này là tôi lấy lại của anh Tiến TV để xem anh cho xây. Thế nhưng mà kết luận cho xây thì nó không đạt như mong muốn. Đấy, đang cho xây đây. Vừa cho xây vừa cho ăn, nhưng mà hiệu quả không cao. Đấy, đây, sáng nay anh có điện cho tôi rồi. Đấy, thì là ta tạm dừng video ở đây và chúng ta sẽ đi vào kết luận nhé, không có thời gian là rất là ngắn. Vâng. Vâng, như vậy là tôi đã về đến nhà, mà lại vừa rồi cũng lại xem một cái đoạn video của anh bạn tôi. Mà cái phần nội dung mấy ngồi ngoài kia thì mũi đốt, nhưng về nhà để quý bà con anh em và các bạn đồng nghiệp chúng ta cùng đưa ra một kết luận có nên xây cầu giai đoạn này không. Thì quý bà con và các bạn đồng nghiệp anh em nuôi ong, thì chúng ta đã vừa tham quan cái trại ong của tôi, và cái cánh đồng ngô của tôi đang nở phơi màu, mà cách đây 4 hôm thì nó nở trà đầu, những ong đi làm tới tấp như vậy, nhưng đến thời điểm này tại sao nó dừng? Tại sao nó lại dừng, nó không lấy nữa, mà ong thì đông như thế, mà ngồi một ngày đẹp như thế nó vẫn chưa lấy. Đấy, và hai lại xem cái clip của anh bạn tôi đang nuôi ong ở Hưng Thi, Lạc Thủy, Bình, là anh bạn đồng ngũ với tôi đang nuôi ong, và sáng nay cũng gọi điện, anh em tôi gọi điện trao đổi với nhau nên xây cầu bây giờ hay không. Thì anh cũng góp ý là lúc này cũng chưa phải là lúc xây cầu, anh cho xây cầu thí điểm rồi, nó xây không mạnh, mà lại phấn ngô của anh trên cũng rất nhiều như tôi đây, mà lại cho ăn xây cầu mà chân tầng Trung Quốc đấy, mà xây rất nhanh đấy. Thế nhưng mà nó xây cũng rất kém. Anh trao đổi tôi là xây tốc độ xây cầu là cũng chưa mạnh. Mà còn phải nhiều đàn cho xây cầu mà cần rút ra ngoài vắn ngăn. Chưa xây cầu mà nguồn ngoài phấn ngô rất nhiều, mà anh cần phải bổ sung thêm cả bo thêm cả phấn để tăng thêm cái mức độ xây cầu. Thế nhưng mà cái hiệu quả không cao. Thế thì ta kết luận thế này nhá. Tôi kết luận thế này này. Cái thứ nhất, ong bây giờ trong cái giai đoạn này là đang giai đoạn phát triển sinh tồn. Sinh tồn là thế nào? Sinh tồn là nó chỉ đi làm để nó sinh tồn cái sự giống loài, để duy trì cái sự đàn nó ổn định thế thôi. Nó phải sang tháng 10 thì nó mới là giai đoạn sinh trưởng. Sang tháng 10 là giai đoạn sinh trưởng thì nó sẽ lấy dồn dập nguồn hơn, mà nó xây, nó đẻ nhiều con non và xây tầng nhiều hơn. Thì quý bà con, anh em và các bạn nên tháng 10 hãy cho xây cầu. Còn bây giờ nhiều người đã xây cầu làm cho những người mới nuôi ong trở thành cái sốt ruột. Chưa xây cầu thì thấy là sốt ruột trong cái đàn ong. Thế nhưng mà chưa vội vã. Lúc này ta chưa vội vã. Đừng có sốt ruột vội. Ong nó phải từ, cái gì nó phải đúng thời vụ. Còn lúc này là cái lúc nó đang ở giai đoạn phát triển sinh tồn.
thế trên nó chỉ ra nó lấy đấy, ong đấy đông như thế mà phấn ngô thì nhiều, nó chỉ ra nó lấy với cái hình thức thưa thớt để về sinh tồn thôi, chứ chưa chưa phải là cái vụ sinh trưởng của nó. Thế trên nó lấy chưa mạnh, thế nên chúng ta cứ thấy sốt ruột đấy. Cho nên là chúng ta phải bàn lại là không nên sốt ruột, không nên sốt ruột, mà bây giờ cứ bình tĩnh, sang tháng 10 dương lịch chúng ta mới bắt đầu chú trọng về cái việc xây cầu và tạo chúa nhân đàn, thì tháng 10, tháng 11 mới được đúng vụ của nó. Bây giờ vẫn là đang tháng 9, đang mới có mười mấy tháng 9 đây này, 11 tháng 9 đây này, 12 đây này, 12 tháng 9 hôm nay đây, 12 tháng 9 thì vẫn còn là ong phát triển sinh tồn, chưa phải là sinh trưởng mà chúng ta phải vội vã xây cầu. Đấy. Thì tùy theo từng nơi, tùy theo từng nơi, tùy theo cái điều kiện từng nơi mà các bạn, quý bà con và các bạn đồng nghiệp chúng ta vận dụng. Còn chúng tôi đây là vùng lạc thủy, nguồn nhiều như thế, phấn nhiều như vậy, ngô nhiều như thế, ong cũng đông như thế. Thế nhưng nó đã đi làm mạnh đâu, nó chưa đi làm mạnh. Cho nên rằng là cái sự sinh trưởng của nó trong tháng này là chưa sinh trưởng mạnh, mà nó chỉ sinh trưởng ở cái mức độ sinh tồn. Trên nó đi làm là vẫn bình thường thưa thớt, thì chúng ta vẫn duy trì ở mức sinh tồn, giữ ba cầu mức sinh tồn, cũng chưa cần thiết phải vội vã cho thúc cho đàn ong đi lên trong cái tháng này là hiệu quả không cao. Mà vừa rồi ta đã xem rồi cái video của anh Đoan rồi, anh cứ nuôi ong chuyên nghiệp và anh kỹ thuật anh rất cao, anh đấy là hình thức để xây thử, xây thử. Hôm nay anh điện cho tôi là anh đang xây thử, nên cái mức độ xây thử này nó chưa mạnh, mặc dù nguồn nước ngoài nhiều. Vâng, video đây là hết. Xin kính chào quý bà con và các bạn. Chúng ta rút về kinh nghiệm là chưa vội vã, phải sang tháng 10, chưa đi đâu mà vội nhé. Vâng, video đây xin chào quý bà con và các bạn, anh em nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Chúng ta thấy hay thì chia sẻ, đăng ký kênh và bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.